phù lang chụp ngư sống bên nhau không xa một giờ. Ngày ngày thương cho duyên số của đôi tìm sống tại quảng thành nhà lê la khắp chốn xanh và nhau dân cùi ngây ngô tìm nơi xa xôi hai người xây đắp tình duyên sống an nhàn. Vì đâu vẫn xa cũng anh, vì đâu mối duyên lơ làng, tình nên thơ hay tình bơ vơ trong chốn mịt mù. Nhìn trăng treo mỗi khi đêm rằm, đàn em tơ rú nhau ra đồng. Nhìn cung trăng mà tại sao chẳng thấy cùi đâu. Giờ đây hai ta sắp chết đói, nhận rằng nơi đây thật rồi. Nhìn chung quanh đây ta thấy chẳng có chi để tạm lọt lòng. Làm sao để ta sống nổi nếu như không có gì để ăn. Trời cao sông cam đành chia rẽ mình xa cách cung trăng. Hằng cung trăng của em cung hằng. Trời ơi vậy thì cung trăng cung hằng cũng vậy. Thì mỗi đứa cái đi cho nó lạ. Nga ơi, em có thấy gì không? Không, em có thấy gì đâu. Em nhìn kìa. Đó, thấy chưa? Mấy đứa nhỏ nó ca Tết Trung Thu, nó thấy chưa? Hôm nay Tết Trung Thu mà dưới ánh trăng tròn không còn bóng dáng của chúng ta nữa. Trăng ơi, trăng ơi, trăng xa ta rồi, trăng có buồn, trăng có nhớ ta không trăng? Còn riêng ta, ta nhớ dần trăng thuở nào. Ôi dần trăng trong sáng hôm nào, nay đành lìa xa bơi, ai vô tình chặt cây đa để ta u buồn. Chuyện nhà xưa dần trăng cô tịch, có chú cùi cây đa, chị hằng nga ngọc thỏ dễ thương. Một dần là trắng xưa. Hằng Nga ơi, thôi đừng buồn nữa. Cũng tại thiên đình hết củi nên đành đốn cây đa của ta. Để bây giờ cung quảng hằng không còn bóng mát. Nắng quá, ôi nắng quá, nắng không thể sống nổi phải di tản qua đây. Củi ơi, ơi, đôi ta di tản qua đây đã bao nhiêu lâu rồi? Để ta nhớ coi, khoảng 2-3 tuần thì phải à. Em không biết nơi mình đang ở là gì, sao mộc hay là sao quả? Hình như là sao la hầu, xui lắm em. Hả? Sao la hầu là sao gì vợ mà xui? Là bà con của sao Kê Đô đó, cháu của sao Mộc Đức, chú của sao La Hán. Thôi, đừng kể nữa, chóng mặt lắm, chóng mặt lắm. Em thấy ở đây ra làm sao? Em không thể nào nói được à. Bởi vì không có nơi nào bằng cung quảng hằng. Nơi đó em hát tiếp phải không? Dạ. Ghi bao kỷ niệm một thời vàng son của chúng ta, dưới bóng đa già tình cảm mặn mà, cùng nhau mơ ước chuyện tương lai. Trăng tu ta lại được nói chuyện ước mơ. Vậy mà bây giờ sao em? Thôi đừng khóc mà, nói đi. Hằng Nga đẹp mà khóc mặt xấu lắm. Chứ ai mà khóc mà đẹp không? Nói đi. Đẹp quá rồi khóc cho nó xấu bớt. Ừ, nói đi. Ông trời ơi, tại sao ông nỡ nhẫn tâm đọa đài làm chi cho khổ thân chúng tôi? Bây giờ phải dọn qua đây xong chui rút y như một loài chuột cống. Y quên chuột nhắc à. Ừ. Cụi ơi, em khổ quá cùi ơi. Thôi đừng không em ơi, nên gạt bớt thương đau. Ta hãy quên chuyện xa xưa cũ, xây đắp nên lâu đài. Còn bàn tay ta chớ nên lo gì, hãy giúp anh dùng trồng cho một cây đa. Chớ nên nói quá chúng ta sắp chết, đất kia
nhìn đi em nhìn đây. Nhắm cây anh đã mang theo, hãy nhanh tay trồng cây. Để dành hơi trồng cây. Được chưa? Để dành hơi trồng cây. Ừ. Mà thôi, mình cũng sắp tiêu rồi, chết đuối tới nơi rồi, còn trồng cây để làm gì nữa? Không, mình chết đi, nhưng cây đa sẽ sống. Nó sẽ mang lại bầu không khí trong lành cho con cháu đời sau. Em hiểu không? Nói rõ như vậy là em hiểu rồi. Em đâu có phải điên khùng hay ngu dữ vậy. Ai biết phải được. Rồi, anh đừng xúc phạm em nghe. Sao em? Anh ơi, anh nói có lý lắm. Mai mốt con cháu mình lớn lên sẽ có được bóng mát của cây đa. Chúng nó sẽ quấn quýt vui được, hưởng thụ không khí trống lành. Nhưng mà nếu lỡ như nó bị đốn để làm củi nữa là sao? Em yên tâm, lần này anh sẽ trồng nhiều. Nếu như mà họ đốn một cây thì sẽ còn nhiều cây khác nữa nha. Đúng đúng đúng. Nếu họ đốn cái này thì sẽ còn hàng ngàn cây khác đứng lên đi. Hiểu không anh? Dạ hiểu. Em hiểu rồi anh ơi. Em ơi, dạ mấy ơi. Ngày nay anh thấy em dốc ngọc tiều tụy. Dạ. Có phải là em đã giảm cân phải không? Phải. Em diet phải không? Em diet. Em kiêng ăn, tập thể dục. Em đã giảm mất 10 kg đó anh. Trời ơi. Hơi bị choáng và hơi bị mệt. Bởi nhìn em là anh biết liền. Để anh đãi em ăn món này ngon lắm. Anh mới nấu xong nè. Bảo đảm em ăn vô là lấy lại sức khỏe liền. Món gì vậy anh? Lẩu. Trời. Em có biết món lẩu không? Biết. Nhưng mà lẩu gì? Đặc biệt lắm em. Lẩu thọ. Trời ơi, nghe chảy nước miếng liền. Anh hả? Cái gì? Anh nói, anh nói lẩu gì? Lẩu thọ. Trời ơi, như vậy là anh đã giết tôi rồi, anh hại tôi rồi. Sao vậy? Hèn chi nãy giờ tôi không thấy con thọ ngọc của tôi đâu hết. Anh tàn nhẫn lắm, anh là kẻ sát nhân. Y quên kẻ sát thọ. Tôi hận anh, tôi tù anh xưa kia. Anh đền nó cho tôi, đền nó cho tôi, đền nó cho tôi, đền nó cho tôi. Tôi mà, làm gì mà khóc dữ vậy? Nín đi. Không. Này, tôi không nín đâu. Anh để cho tôi khóc chứ, lấy quyền gì mà không cho tôi khóc. Thọ ơi là thọ ơi, thọ. Trời ơi, tôi nói nín đi thọ. Mà nghe anh nói nè, mình mới dọn qua hành tinh này ở, chưa có làm gì được, không có cái gì ăn, thì mình phải ăn đỡ con thọ của em. Đâu có ăn thua gì đâu. Em không nghe câu người ta thường nói đó sao? Vật dưỡng nhân là vậy đó. Thôi, tôi im đi đừng nói nữa. Gì? Ngọc thọ ơi, quên thọ Ngọc ơi. Ngày xưa cùng quán, chúng mình cùng chung đắng cay. Sao? Trời hỡi sao đành. Sao em? Gieo chi trái ngang, để em khổ sâu xa lìa thỏ yêu. Hôm qua đang còn trên tay, hôm nay đem làm rô ti. Hôm qua còn thương mi, hôm nay sao đành giết đi. Ôi còn chi. Anh đâu vì thương em, trong em tiều tụy gian nan. Em yêu ơi xin đừng trách anh, em yêu ơi xin đừng trách anh đau lòng anh. Giờ phút vui đôi nhanh tranh cũng không ai cam đành, nhìn thấy lẩu bốc hơi thơm nuốt sao vô hơi chán. Xin hãy dừng lại đây để anh tưởng phân. Còn gì để nói nữa. Em ơi, mình mới di dân qua hành tinh lạ, cuộc sống nơi này còn túng thiếu. Nếu không hy sinh thọ ngọc thì mình chết đói làm sao. Vì vậy mà anh hy sinh thọ ngọc để cứu sống hai chúng ta.
Ăn vào đi em, ăn để có sức rồi chúng ta mới có thể lao động chăn nuôi được chứ. Đến lúc đó thì em muốn bao nhiêu con thỏ mà không có. Thôi anh im đi, anh đừng ngụy biện. Chứ không phải anh ghen tị với Ngọc Thỏ, vì nó được tôi bồng, được tôi ẵm. Còn anh thèm mà tôi không ẵm, tôi không bồng. Anh thấy nó, anh thèm lâu lắm rồi. Xem nè, lớp thì nấu lẩu, lớp thì roti. Anh đã tính kỹ càng đường đi nước bước trước và sau rồi. Không phải đâu, cái nồi lẩu này nè là anh lấy chân á, với đầu của nó anh nấu. Còn cái món này mình ăn liền. Còn thịt của nó anh roti mặn để dành ăn lâu ngày, làm lương thực dự trữ mà em. Trời ơi trời, còn phanh phui ra làm cái gì, làm cái gì nữa. Chết rồi, Tư Mã phanh thay Ngọc Thỏ của tôi rồi. Nó có tội tình vậy đâu. Ngon quá. Ngon quá à. Trời ơi, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được ăn ngon như vậy. Hèn chi mà anh nỡ làm thịt nó. Thôi được rồi, tôi bỏ qua. Coi như chuyện đã lỡ làng rồi. Dù có mắng chửi thì cũng vô ích mà thôi. Vô ích thôi, vô ích thôi. Bây giờ sao? Tôi bằng lòng ăn với anh. Nhưng ăn xong tôi với anh sẽ ra tòa làm đơn ly dị. Cái gì? Làm đơn ra tòa ly dị? Trời, ở đây có hai đứa tụi mình nè, đâu có quan tòa nào đâu mà xử. Bộ em quên rồi hả? Ha. Nhưng mà anh ký tên là coi như xong. Đường ai nấy đi, chuyện ai nấy làm. Tình đôi ta kể từ đây xin chấm dứt hết. Em phải... Nga ơi, đừng bỏ anh mà Nga. Nga, đôi ta xa nhau từ đây nên chấm dứt. Ai người anh sao đành tâm chia lìa. Làm lòng này mờ dần không thể yêu anh vui ơi. Em ơi, ngày xưa em đã nói sẽ yêu anh ngàn kiếp sau. Giờ thì đừng nói xa nhau hỡi em. Anh ơi anh ơi, lòng em thì hơi no mong sổ tỷ của anh. Nhưng làm sao em để quên kỷ niệm xưa khi em để bóng to của em yêu. Nay chỉ còn toàn là da dưới xương. Trời ơi ông có hay, nồi lẩu thỏ ông dành ăn hết trơn. Em ơi đừng la nữa, vì đói quá mới cháp hết đấy thôi mà. Nói đây chị em, cùng anh hai ta nằm ngủ. Người ơi xin hãy quên em đi, hình bóng con thỏ luôn chậm chậm. Làm sao, làm sao em lãng quên. Nga, thôi đừng khóc nữa mà Nga. Đừng bỏ anh đi mà Nga ơi. Đừng bỏ, đừng giận anh nghe Nga. Vinh biệt Nga. Vinh biệt Nga. Hằng Nga em. Ây chà, không biết ở đây là đâu ha, mà sao trống lỏng hết rồi. Mình đã đi bao nhiêu ngày rồi kìa. Để tôi tính coi. Tí sủ dần mẹo thịt heo nó dai. Tí sủ dần mẹo thịt ngọ heo nó dai. Nhiều ngày rồi ông. Sao ông vô duyên vậy? Gì? Ông tính vô đã rồi giờ không biết nhiêu ngày là sao. Ông tính hoài sao nó không ra. Ủa? Vậy? Có người kìa. Phải không? Ủa người ngoài hành tinh sao giống mình quá vậy ta? Nhưng mà tại sao ở đây là có người giống mình dữ vậy ha? Hay là anh qua bển hỏi thăm thử coi. Ở trên đây tù đành, để tôi qua tôi hỏi cho. Cho hỏi thăm chút xíu coi. Nè. Bà đồng quá. Chắc ông không có biết nghe tiếng Việt đâu. Để tôi nói tiếng Anh cho ông hiểu nha. Ô kìa. Đang tôi nói tiếng Anh cái chen vô kìa tiếng nhạc Thái Lan ông nội ơi. Hello. Hello, what are you? Su su batolat.
Ủa sao không quản ứng gì chân vậy? Chắc người ngoài hành tinh này bị câm quá, tội nghiệp á. Nhìn giống mình mà không biết nói uổng ghê ha. Không mà thấy câm tội nghiệp quá chứ. Câm gì mà câm? Trời ơi, tứ đồ cà chớn đâu xâm phạm gia cư bất hợp pháp, dám nói tao câm hả? Thì ra anh biết nói hả? Trời ơi, ai biết đâu. Ai biểu hỏi hoài anh không chịu trả lời chay. Hỏi kiểu kìa. Bộ tôi không có tên hả? Hỏi trọc lóc rồi ai thèm trả lời. Đồ hỗn hào. Còn thằng cha này nói tiếng gì vậy? Web du rôm. Web du rôm. Ở đây đâu có trồng lúa đâu mà có rôm. Trời ơi, nó không hiểu rồi. Nên là anh ai đông du hao. Hao hao đông du hao. Vậy ở đây đâu có ai làm gì đâu bán thao. Trời ơi, không hiểu nữa. Không phải cái ý tôi nói là thôi thì nên biết nói tiếng Việt thì nói tiếng Việt. Bày đặt nói tiếng hành tinh là. Nè, hai người nghe tôi hỏi nè. Muốn hỏi gì vậy? Hỏi đi. Tôi hỏi hai người tên họ là chi, sao lại lạc tuốt ở trên này, người ở đâu ăn mặc kỳ khôi, hãy mau nói cho tôi tỏ tường. Tôi đến đây đi bằng phi thuyền, chúng tôi là người ở trần gian, đi lên thám hiểm hành tinh lạ kỳ. Ông đây là người thứ nhất mà tôi vừa phát hiện ra, xin hỏi ở đây là đâu, còn ông là ai mà giúp tụi tôi quá trời. Tôi hả? Tôi là ai mà mấy người cũng không nhận ra hả? Vậy mà mấy người nói mình là phi hành gia. Thiệt tình là tôi không biết anh thiệt mà. Trời ơi, đứa con nít nó còn nhận ra chui nữa. Mấy ông vậy mà không nhận ra, dở ẹt. Thì ông ai ông nói đi. Tôi là bông trăng trắng ngà, dưới cây đa to có thằng vui già ôm một đôi mơ. Hiểu chưa? Bùi ơi, ta nói cho bùi nghe, một ông sao sáng thật to. Hát chồng lên đi, thấp quá. Cuốn lên cung trăng cứ hỏi chị Hằng, xin mượn cái thang. Tuổi già ôm một gốc đa. Càng sao nghe cùi không nữa? Phải không? Ta nhớ ta cùi mà. Cùi hả? Ừ. Ta nghe cùi không? Nè, giờ biết chưa? À, chú cùi đây phải không? Ừ. Chú cùi. À, trời ơi, nhớ chú quá chú cùi ơi. Em nhớ chú quá. Chào. Nín. Còn nhái mình rồi. Quen mấy người hồi nào đâu mà nhớ tôi. Thì sao không quen? Ở trần gian ai mà không biết chú cùi. Chuyện cổ tích của chú tôi đọc thuộc lào luôn mà. Ủa. Hai người tìm gì vậy? Cây đa. Cây đa của chú cùi sao nãy giờ hai người tôi không thấy á? Phải hả? Có chú cùi đâu phải có cây đa chứ. Ủa cây đa đâu mất tiêu rồi ta? Hay là cái này là hàng giả mạo nè. Đây chắc là người hành tinh giả dạng chú cụi gạt mình nè. À, đâu hai thằng mình nè, đè ổng xuống khám thử coi. Đè xuống liền, đè xuống. Đè xuống, đè xuống. Đây để tôi lấy máy tôi chụp vài bô cho. Cây này mà đăng báo cho người ta nể luôn. Tụi mình xuống. Giao to, tụi mình giao to. Được, lấy máy đi. Ê, cái thằng giả mạo nằm xuống mày. Ê, muốn tự nằm hay là muốn tao dùng vũ lực mày? Nè, bộ hai người điên hả? Lẹ lên mày, cởi áo ra. Chi vậy? Chụp hình với làm gì? Cởi áo ra. Ê, cởi quần nó ra luôn. Trời ơi, cởi áo cởi quần sao được? Sao không được? Trời ơi, nhì, cái con cũng có cũng có giống như mấy cha vậy đó. Làm sao mà cởi được? Trời ơi. Vậy thôi. Thôi cho em xin đi. Trời ơi, mấy ông nội này điên quá trời rồi. Vậy thôi. Không cởi quần cởi áo gì cũng được. Vậy được rồi. Bây giờ tạo dáng đi, tạo dáng tôi chụp tôi lấy nét coi. Tạo dáng là sao? Thì nhìn tôi nè, gồng lên như Lý Đức nha. Rồi nhe răng ra cười nha.
Đó, xong rồi đó, vậy là xong rồi ha. Nè, để tôi nói cho hai người nghe nha. Nói đi. Tôi là cụi thật sự nè. Cụi mà mỗi đêm trăng rằm mấy người thấy đó. Xạo. Chú cụi là phải ngồi dưới gốc cây đa. Còn ông có một mình à. Trời ơi, thân thể sơ xác. Cây đa thì không có thấy. Sao gọi là cụi được? Trời, tự nhiên đụng chạm nói gì đâu, tự nhiên khóc kìa. Nói chung tự ai mày. Nè, nịnh đi, khăn giấy nè, lau đi, đừng khóc nữa. Trời ơi, ông khóc cái miệng ông giống cá đớp mồi không? Giấy nịnh đi. Nè, giấy gì thúi quá vậy? Giấy dưới trần gian ta xài giấy vậy hôi thúi. Hồi nãy mày lau đồ mày. Nịnh đi, có chuyện gì từ từ nói. Nói đi. Thật là uất ức. Thật là quốc ức. À. Gì vậy, gì vậy? Nhập ở trên đây cũng có ma nhập nữa hả? Nghe nè, chuyện kể ra thật là tức tối. Chuyện ngày xưa ở tận thiên đình, Ngọc Hoàng truyền lệnh cho thiên lôi xuống trần gian để mà trị tội. Trị tội cái mà trị tội. Ai hú ạ? Tao hú á. Bộ đem chó lên hả? Nghe sao nữa, nói tiếp đi. Nói tiếp hả? Ừ, tụi làm hú tôi sợ nghe không? Nghe tiếp nè. Ai xảo tra gian tà độc ác, dùng mà búa thần đánh chết không tha. Thiên lôi ta xuất quỷ nhập ma, tay cầm búa thẳng tay trừng trị. Trừng trị cái mà trừng trị. Trời ơi, giờ tự hú nè trời. Sao nữa, nói tiếp đi, em nói là hú hoài á. Trời ơi, hai người làm giống ma sói quá. Dạ, sao? Nghe tiếp nè. Nhưng từ lúc công nghệ tiền tiến, dùng thu lôi chế ngự xét tầng. Thể thiên lôi xét mới tung ra, thì bị thu xuống ngay lòng đất. Lòng đất cái mà lòng đất. Cắn mày á. Đâu, hai người nghe anh nghe hàm răng coi. Nè. Ủa sao chưa mọc nanh mà tự nhiên sủa sẵn hả? Thì kể hơi một đi, dừng lại hoài à. Thì mỗi mày cũng trách mày. Trời, ta lấy hơi mà. Rồi sao mấy chục qua năm mà thiên lôi thất nghiệp, thêm thiên đình sa thải công nhân, thiên lôi cùng mấy chục vị thần phải vô rừng khai quang mở đất, gặp gỗ quý lôi ra đốn sạch. Về quán hằng thì gặp cây đa, thiên lôi dùng búa thẳng chẳng tha, đốn cây đa đem về làm củi. Làm củi thêm mà làm củi. Gì vậy? Trời đất ơi, đang dịch cúng nghe cha. Tự nhiên có cái gì đâu mà dịch trong này vậy? Nghe anh kể nãy giờ muốn làm mệt luôn. Có gì nói đại đi. Nè, khi ta về tới thì đa đa tróc gốc. Hả? Không còn bóng mát. Trời ơi. Không còn không khí trong lành. Ghê quá. Hằng nga đau buồn xanh bờn. Trời ơi. Cho nên ta đành phải dời hộ khẩu qua đây. Hả? Mới hồi nãy vì đói quá, ta lỡ làm thịt ngọc thô. Trời ơi. Hằng nga tức giận đã bỏ ta đi rồi. Ôi, ta khổ quá. Bây giờ sau khi ta ăn hết thịt ngọc thô thì ta cũng sẽ chết. Mạnh quá quay. Này, nói từ từ nghe ca hoài. Trời, vậy là từ nay về sau Tết Trung Thu không còn ý nghĩa nữa. Dần trăng không còn cây đa, chú cụi, hằng nga, ngọc thô. Vậy thì còn gì là dần trăng nữa. Nghe qua thật đau lòng. Tại sao lại tàn phá thiên nhiên? Tại sao làm như vậy? Nhưng mà trời ơi, khóc trời thấy thương ông, cảm động quá. Các bạn thương tôi quá. Nhưng mà trước lúc ra đi, tôi muốn các người giúp giùm cho tôi một chuyện. Chuyện gì? Xin hãy giúp tôi mang nhánh cây đa này về mặt trăng, trồng nó, chăm sóc nó, cho nó thành một cây đa thật thụ. Rồi hai người ngồi dưới gốc cây đa, cho tụi trẻ ngắm nhìn trong ngày Trung Thu. Không được. Hai đứa tôi ngồi dưới gốc cây đa nó giờ mới tưởng khỉ chứ không phải chú cụi đâu. Đúng rồi. Mà hơn nữa chúng tôi cũng không thích làm hàng nhái nữa. Đúng rồi, chúng tôi không muốn làm hàng dởm đâu. Cây đa là phải có chú cụi. Bây giờ tôi đề nghị nè,
anh phải trở về đó để hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình. Nhưng mà tôi sắp chết đói chết đói thì làm sao tôi mang nó về mặt trăng được. Đừng có lo, chúng tôi sẽ tiếp tế lương thực cho anh để anh có đủ sức mà lao động. Nhưng tôi lỡ ăn ngọc thô rồi, Hằng Nga sẽ giận tôi và không tha thứ cho tôi. Bởi vì có Hằng Nga thì phải có ngọc thô, cũng như có chu củi thì phải có cây đa. Anh đừng có lo, chúng tôi sẽ trở về Trần Giang mang đến đây một chục ngọc thô cho Hằng Nga lựa chọn thoải mái luôn. Thật sao? Thiệt mà, đang có dịch cúm thành ra thỏ cũng bị nhốt luôn. Còn cả đống ở dưới, củi yên tâm đi. Trời ơi, cho tôi hung hai bạn miếng đi. Nè, trời ơi. Nè, gì à? Hỏi thiệt bạn. Nói đi. Sao tóc bạn cưng vậy? Sức keo à? Hèn chi, nó chọt đau quá. Tôi cảm ơn hai bạn dữ lắm. Ông ác nổi hết trơn. Rất nhiều. Ý, hả? Ai tới kìa? Đâu? Đó, nàng là ai vậy? Nàng là ai? Hơi nàng kia, nơi đâu lạc đến đây? Trời ơi, con nhà ai? Xin ơi là xin, mới nhìn em tìm anh đã xuân san, làm sao quen được em? Tên em là chi? Mình yêu nhau đi và anh xin được cưới em. Nhà anh villa nằm ngay trung tâm quận 10. Ngày vui đôi ta mình lên phi thuyền ái ân. Đừng nghe em ơi, vì đâu thằng này mát mát mày. Còn hơi điên quá khùng và quá điên. Xin em chớ nghe lời nó mới khùng và nó điên. Khùng vừa ông ơi, quá khùng và quá điên. Hai ông cũng như nhau. Đừng chê nhau chi, đứa khùng và đứa điên. Xin em chớ nghe lời nó mới khùng và nó điên. Khùng vừa ông ơi, quá khùng và quá điên. Hai ông cũng như nhau, đứa khùng và đứa điên. Nó khen tụi mình á. Nè, hả? Thôi mà. Sao ạ? Tranh luận nhau rồi nói qua nói lợi nhau chi. Nè ông kia. Sao ạ? Tôi nói ông kia kìa chứ phải nói ông. Nói ông kìa. Ông kia, cái giọng ông ca thấy ngộ quá. Nhỏ tới lớn mà ông không có cắt amidan tụi con ông. Giọng ông nó rè. Anh Cụi, mấy người này là ai vậy? Sao tự nhiên vừa gặp mặt em họ nhảy nhót giống như là khỉ mắt phong, thấy ghê quá à. Để tôi giới thiệu. Tôi là... Thôi, để tôi tự giới thiệu. Tôi là... Khoan. Trước khi giới thiệu, mạn phép cho hai người được biết một chuyện rất là quan trọng. Thôi chuyện gì, nói mau đi. Nói đi. Hai người có biết Hậu Nghệ không? Hậu Nghệ? Cái người mà hồi xưa Dương Cung bắn rớt một lượt 6-7 cái mặt trời đó, biết không? Biết là biết rồi. Truyền thuyết Hằng Nga Hậu Nghệ phải không? Mà tụi tôi đâu phải mặt trời, bộ tính bắn rớt hả? Ủa, còn Hằng Nga với chú Cụi là ai vậy ta? Hằng Nga của Hậu Nghệ là đây. Trời ơi. Và Hằng Nga của chú Cụi cũng là đây. Nhiều. Xin giới thiệu, đây chính là Hằng Nga Mai Quai. Cái gì ạ? Đích y Mai Quai. Hả? Vợ của anh đây sao? Vợ anh là Hằng Nga. Ủa, còn Hậu Nghệ đâu? Hỏi thăm coi hiện giờ ông đang làm gì vậy? Phụ hồ. Trời ơi, cái gì vậy? Hậu Nghệ mà đi làm phụ hồ hả? Đúng, lao lực quá cho nên ho lao mà chết luôn rồi. Thôi đi, mấy người ở không mà nói chuyện tào lao không à. Còn hai người này là ai vậy? Phi hành gia đó em, người từ trái đất mới lên đây đó em. Đúng, hai anh là phi hành gia nè em. Rồi đu lên đây bằng cách nào? Đu đầu đu, hai anh lái phi thuyền Apollo, nó đang đậu bên khe núi kìa kìa. Em thấy chưa? Trời ơi, tài quá ta. Sao không đậu chớp núi mà đậu bên khe núi? Nhưng mà ai lái phi thuyền vậy? Không phải nổ nha, anh lái chứ ai. Trời ơi, mắt có chút chiếu mà cũng lái được hả? Rồi còn anh này. Trời ơi, anh này có cái tóc thấy thương quá à. Giống như dấu chấm hỏi vậy đó. Thằng này nó làm lơ bắt khách cho anh á. Bậy à,
Nè, ngộ á, phi thuyền mà cũng có lơ nữa ha. Vậy là khách lơ lửng giữa trời năm đầu lâu vô phải không? Nó giống bậy xe đò quá à. Giữa đường đón khách không sợ mấy anh giao thông cũng phạt hả? Còn cha này, vừa phải thôi nghe. Đừng có thấy người đẹp rồi bôi bát tôi nghe chưa. Nhưng mà hai anh đó lên đây để làm gì vậy? Để anh nói cho Hằng Nga nghe. Sở dĩ hai ổng lặn lội lên tới đây là để bậy đi, bậy đi. Tụi tôi đi bằng phi thuyền nha, chứ không phải tàu ngầm đâu mà ổng nói tụi tôi lặn lội nha. Bạn tôi nói đúng á, tôi đi phi thuyền chứ đâu phải tàu ngầm đâu. Trời ơi, sao hay bắt bẻ quá. Xin lỗi nghe. Thôi được rồi, hung dữ quá, nói tiếp đi anh. Sở dĩ hai ổng lặn quên bay lên đây là để mở tiệm chụp hình. Cái gì? Ai nói với anh là tụi tôi mở tiệm chụp hình? Trời ơi, lên đây mà chụp cho ai? Có nước chụp cho hai vợ chồng anh ha. Tụi tôi đâu có khùng dữ vậy. Ủa, vậy chứ lúc đầu mới gặp tôi hai ông đã đè xuống chụp lia lịa đó. Ủa vậy á hả? Trời ơi, đây là chụp hình á hả? Vậy hai anh á, làm ơn chụp cho em vài bô làm kỷ niệm đi. Đi em thích lắm á. Thôi không được đâu. Trời ơi, em mà chụp hình đó nghe. Anh nói nghe nè, mấy ổng bắt cởi áo mới chịu chụp đó. Ừ, anh nè, anh cũng bắt cởi mới chịu chụp nè. Thôi mà Nga, cho anh xin đi. Tại anh đẹp cho nên anh tụi tôi chụp em mới kêu anh cởi áo vô. Còn Hằng Nga xấu xí đâu có cỡ anh chi. Cỡ anh cái chụp không được luôn á. Bây giờ nha, chụp nguyên si quần áo luôn nha. Nè nè, bây giờ tôi chuẩn bị ha, phải không? Nè, bây giờ hai người cười lên đi ha. Cười lên cho tươi lên nha. Đó, bắt đầu chụp ngang. Đó, đó, trời ơi, chụp đi, cứ bắt đầu bắt đuôi hoài. Chụp đó, đi qua, tôi cười cái mặt tôi đơ luôn rồi đây nè. Đó, bây giờ chụp nha. Bây trời ơi, tôi cười cái mặt tôi đơ rồi đây này nha. Một nè, hai nè, ba nè, cười lên nè. Hết phim mẹ rồi. Hết xui quá, tiếc quá, xin lỗi hai anh chị nha. Không, thôi đủ rồi, cảm ơn hai anh nghe. Hey, bây giờ tạm biệt vợ chồng Hằng Nga và chú Cụi, chúng tôi trở về trái đất nha. À, hẹn vào năm 3000, mặt trăng này sẽ là hành tinh có sự sống ha. Muốn được như vậy thì mình phải biết xây dựng và bảo vệ môi trường, đúng không? Đúng như vậy. Xin tạm biệt chú Cụi nha. Tạm biệt Hằng Nga luôn nha. Tạm biệt. Tạm biệt.